Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi có trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, cho bản tin mới nhất về chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ 2020 hôm nay, mời quý vị đến với tin trình sau đây. Tin nóng, ông Biden sắp được tiếp cận máy chủ bí mật của ông Trump, lo sợ thông tin hệ cảm sẽ bị dò dỉ cho Trung Quốc. Ông Biden hưởng lợi lớn khi đắc cử từ việc ông Trump gây thương chiến Trung Mỹ. Dù Tổng thống Trump đã đồng ý chuyển giao, nhưng nhiều người Mỹ vẫn tin ông Trump chiến thắng. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Ông Biden sắp được tiếp cận máy chủ bí mật của ông Trump lo sợ thông tin nhạy cảm sẽ bị dò dỉ cho Trung Quốc. Theo CNN, Tổng thống đắc cử Joe Biden và đội ngũ của ông sẽ sớm được tiếp cận với một máy chủ bí mật của Trump. Do đó, nhiều sự chú ý đang đổ dồn vào ông Biden bởi ông sẽ phải quyết định liệu có chia sẻ câu khai nội dung các cuộc họp Tổng thống Trump với lãnh đạo nước ngoài hay tiếp tục giữ kiến các bí mật này và thông tin nhạy cảm khác giữa nguy cơ thông tin bị rò rỉ. Trả lời CNN, một thành viên liên quan tới đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Biden cho biết, hiện ông Biden vẫn chưa đưa ra quyết định về việc sẽ làm gì với những thông tin bí mật này khi nhậm chức ngày 20 tháng 1 tới. Có khả năng cao, đội ngũ ông Biden sẽ giữ kín các thông tin trong thời gian đầu, hoặc ít nhất tới khi ông Jay Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia để ông Biden lựa chọn, có thể tiếp cận các thông tin an ninh. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ông Biden sẽ được tiếp cận máy chủ bí mật chứa các thông tin tối mật liên quan tới cuộc đối thoại của ông Trump với lãnh đạo nước ngoài. Ngoài ra, chính quyền ông Trump chuẩn bị chia sẻ các thông tin được cho là liên quan tới quá trình đưa ra quyết định trong tương lai. Được biết, các vụ dò dỉ thông tin khi ông Trump đối thoại với các lãnh đạo Mexico, Australia trong những ngày đầu ở Nhà Trắng là hậu quả của chính sách lỏng lẻo trong việc ghi âm lan truyền thông tin. Do đó, các quan chức Mỹ buộc phải sử dụng một máy chủ bí mật để ghi âm các cuộc gọi liên quan từ lãnh đạo Ả Rập Saudi, Nga và Ukraine. Khi ông S.R. McMaster trở thành Cố vấn An ninh Quốc gia giữa thời ông Trump vào tháng 2 năm 2017, danh sách người được tiếp cận máy chủ ngày càng ít hơn. Dù vậy, vẫn có một số cá nhân có thể tiếp cận các thông tin từ cổng máy tính truyền thống của Ủy ban An ninh Quốc gia, nơi xử lý mọi thông tin, ngoại trừ nội dung về chiến dịch của CIA. Nhà Trắng hạn chế tối đa số người có thể nghe các cuộc gọi của ông Trump và những người có thể tiếp cận các đoạn ghi âm sau khi những cuộc gọi này kết thúc. Một quan chức thuộc đội ngũ chuyên gia quyền lực nói, việc có quá nhiều người tiếp cận thông tin mật khi ông Trump bắt đầu làm tổng thống về mặt nào đó khá tốt, nhưng cũng có những điểm bất lợi. Xét trên môi trường chính trị thay đổi hiện tại, có thể việc duy trì được kiểm soát cuộc gọi là điều nên làm, mặc dù không phải là dưới hình thức máy chủ bí mật. Có nhiều lĩnh vực đã thay đổi, đặc biệt khi chính sách và công nghệ của Mỹ đã thay đổi 4 năm sau khi ông Biden rời khỏi Nhà Trắng, đặc biệt là vấn đề Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Một số quan chức cho biết các cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman sẽ chỉ được chia sẻ nếu liên quan tới chính sách chưa hoàn thiện hoặc một số vấn đề an ninh quốc gia. Ông Biden sẽ bắt đầu nhận báo cáo hàng ngày cho tổng thống từ ngày 30 tháng 11 tới đây. Đây là hoạt động tổng thống đắc cử thường được tiếp nhận từ sớm nhưng tới nay bị trì hoãn tới 4 tuần do ông Trump từ chối nhận thua. Tin tiếp theo, ông Biden hưởng lợi lớn khi đắc cử từ việc ông Trump gây thương chiến Trung Mỹ. Ông Trump tiếp tục giáng đòn vào Trung Quốc. Hồi giữa tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các nhà đầu tư bán phá giá tài sản của họ tại các công ty Trung Quốc có thể liên quan tới quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ngày 12 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký xác lệnh cấm các nhà đầu tư bỏ tiền vào các công ty Trung Quốc có thể liên quan đến tổ hợp quân sự. Lệnh cấm có hiệu lực từ 11 tháng 1 năm 2021, tức là vài ngày trước khi nhiệm kỳ Tổng thống của Trump kết thúc. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, lệnh cấm áp dụng cho các công ty viễn thông, hàng không vũ trụ và xây dựng, bao gồm tổng cộng khoảng 31 công ty. Theo văn bản, các nhà đầu tư Mỹ phải bán hết tài sản tại các công ty Trung Quốc bị cấm trước ngày 11 tháng 11 năm 2021. Theo Cổ vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro, ý kiến của ông được Reuters trích dẫn, giá trị vốn hóa thị trường của các công ty Trung Quốc này và các công ty con của họ ít nhất 500 tỷ đô. Ông Navarro nói rằng, Lệnh cấm này là nhằm ngăn chặn dòng vốn của Mỹ hoạt động vì lợi ích quân sự hóa Trung Quốc. Đây cũng được coi là chiến lược tương tự như những chính sách mà Washington đã áp dụng với Moscow nhằm ngăn chặn dòng tiền từ nước ngoài dù ông Putin phát triển kinh tế và xây dựng quân đội hùng mạnh. Cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ và cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác bắt đầu vào cuối năm 2017 sau khi chính quyền Donald Trump áp đặt tăng thuế đối với một số hàng hóa của Trung Quốc, Hàn Quốc và Mexico. Sau đó các hạn chế được mở rộng đối với hàng hóa từ các nước khác, chủ yếu là các thành viên của Liên minh châu. Ông Trump nhiều lần gọi các chính sách của nước này là bảo hộ, thiếu công bằng đối với Hoa Kỳ, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh ăn cắp tài sản trí tuệ. Giới phân tích bình luận rằng, lệnh cấm làm việc với các công ty Trung Quốc có thể liên quan đến tổ hợp quân sự là sáng kiến lớn đầu tiên của Trump sau bầu cử và là một chính sách nhất quán của ông. Sau đó đây tiếp tục là một cú đòn giáng vào Bắc Kinh trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, đồng thời là một biện pháp bảo hộ cho các công ty Mỹ. Ông Biden hưởng lợi lớn như sự cứng rắn của ông Trump. Một vấn đề được nhiều người băn khoăn cho đến thời điểm hiện nay, ông Joe Biden vẫn chưa vạch ra được chiến lược cụ thể của mình về Trung Quốc, có nghĩa là hoàn toàn chưa rõ tân Tổng thống Mỹ làm gì với di sản Trung Quốc của người tiền nhiệm. Liệu sau khi bước vào Nhà Trắng, chính sách đối đầu với Trung Quốc của ông Trump có được tiếp nối hay không? Liệu quan hệ Trung-Mỹ có căng thẳng hiện nay, có được cải thiện hay là tiếp tục xấu đi trong tương lai? Đây là những câu hỏi mà giới phân tích đang tập trung giải đáp. Hôm 25 tháng 11, cựu chuyên gia đàm phán thương mại của Nhà Trắng Chris William gọi cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump phát động chống Trung Quốc và một số quốc gia khác là lợi ích to lớn đối với nguyên thủ quốc gia mới được bầu Joe Biden. Trong quá khứ, các nguyên thủ Mỹ từng nhiều lần phàn nàn về tình trạng mất cân bằng trong cán cân thương mại Trung Mỹ. Nhưng nhiều đời tổng thống trôi qua mà không một ông chủ Nhà Trắng nào dám khơi mào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Thực trạng này chỉ thay đổi khi Trump lên nắm quyền và dám công khai tuyên chiến với Trung Quốc. Nhà tài Việt này không chỉ dám làm mà còn làm có hiệu quả, gây sức ép nghẹt thở đối với ông Tập, buộc Bắc Kinh phải nhũn nhặn và đưa ra nhiều nhượng bộ đối với Washington. Đây là lợi thế lớn mà Trump đã vô tình tạo ra cho người kế nhiệm. Phát biểu của nhà ngoại giao được CNBC trích dẫn cho biết, việc tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trong khuôn khổ cuộc chiến thương mại là hành động cần thiết của Mỹ đối với Trung Quốc và các nước khác. Đòn bẩy nặng ký này có thể sử dụng để đạt được kết quả mong muốn trên trường quốc tế. Bạn có thể thích hoặc ghét thuế quan, nhưng chúng ta đặt ra câu hỏi quan trọng về hệ thống quan hệ thương mại đa phương và tôi hy vọng rằng chính quyền mới của ông Biden sẽ sử dụng đòn bẩy này để đạt kết quả mong muốn trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, ông William nói. Đồng thời theo vị chuyên gia này, Washington cần hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia khác trong cuộc chiến này thì mới đạt được mục đích. Ông hy vọng chính quyền Biden coi trọng đàm phán hơn nữa với các đồng minh nhằm thống nhất về ý chí và hành động. Tin tiếp theo, dù tổng thống Trump đã đồng ý chuyển giao nhưng nhiều người Mỹ vẫn tin ông Trump chiến thắng. Nhiều người ủng hộ tổng thống Trump tin rằng cuộc bầu cử có gian lận và ông sẽ giành lại được chiến thắng, tiếp tục nắm quyền nhiệm kỳ 2. Dù mỗi ngày qua đi, nỗ lực thách thức kết quả bầu cử của Tổng thống Donald Trump đón nhận thêm tin xấu, nhiều người ủng hộ ông không từ bỏ hy vọng mong manh, từ chối công nhận chiến thắng dành cho ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden. Một số người như Jonathan Serrano, một nhà khởi nghiệp đến từ Chicago, bang Illinois, tin rằng Trump không nên thừa nhận thất bại cho đến khi tất cả các bang xác nhận kết quả bầu cử và vỡ truyền thống nhận thua mà các đời Tổng thống Mỹ duy trì từ năm 1896 đến nay. Ông ấy chỉ nên nhận thua khi kết quả bầu cử chính thức được công bố. Biden mới được cho là tổng thống đắc cử, chưa phải là tổng thống đắc cử chính thức. Người ta tin ông ấy chiến thắng chỉ vì truyền thông xuống tên ông ấy là người thắng, Serrano nói. Dylan Martin, chuyên gia về truyền thông tại California, nhận định Tổng thống Trump hoàn toàn có quyền thách thức kết quả bầu cử tại tòa án và truyền thông không có quyền quyết định ai là Tổng thống đắc cử. Nhưng trong lịch sử chính trị Mỹ hiện đại, các hãng tin quốc gia có truyền thống sướng tên Tổng thống đắc cử dựa trên những dữ liệu kiểm phiếu được công bố và kết quả phân tích thăm dò do họ tiến hành. Các ứng viên Tổng thống trước đây đều dựa vào tuyên bố của truyền thông để xác định xem họ là người thắng hay thua cuộc bầu cử, bao gồm cả Trump hồi năm 2016. Bốn năm trước, Trump tuyên bố chiến thắng không lâu sau khi các hãng tin sướng tên ông vào đêm bầu cử. Đối thủ Hillary Clinton ngay sau đó cũng phát biểu nhận thua và gọi điện chúc mừng Trump. Chúng tôi hoàn toàn là ủng hộ cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Trump. Al Gore từng có hơn 30 ngày thách thức kết quả bầu cử năm 2000. Vì thế, Đảng Dân Chủ và Giới Truyền thông nên dành cho Tổng thống Trump đặc quyền tương tự. Liệu các vụ kiện của ông ấy có thể thay đổi kết quả bầu cử hay không? Không phải vấn đề chính, Marty bình luận. Năm 2000, tranh cãi nảy sinh tại bang là Florida, nơi ứng viên Đảng Dân Chủ Al Gore để thua ứng viên Đảng Cộng hòa George Bush với cách biệt 537 phiếu sau khi tòa án tối cao tạm dừng kiểm phiếu tại đây. 25 cử tri Florida đã giúp định đoạt thắng lợi dành cho Bush. Nhưng trong cuộc bầu cử năm nay, Trump cần lật ngược kết quả ít nhất ba bang với 38 phiếu đại cử tri mới đủ lấy lại chiến thắng từ tay Biden. Chiến dịch của Trump đã nộp hàng trăm bản khai có tuyên thệ cáo buộc về hành vi gian lận và bất thường trong cuộc bầu cử. Vì truyền thông không đưa tin về thực tế rằng đã có những bằng chứng được phát hiện, hay họ thậm chí đi xa đến mức nói rằng những tuyên bố Trump đưa ra hoàn toàn vô căn cứ là hành vi sai trái của báo chí, Martin nhấn mạnh. Tuy nhiên chế dịch pháp lý của Trump đến nay chưa trình ra tòa án bằng chứng về gian lận bầu cử trên diện rộng, ngoài bản khai có tuyên thệ của các nhân chứng, vốn không được coi là bằng chứng thuyết phục tại tòa. Tính đến 23 tháng 11, các thẩm phán liên bang đã bác ít nhất 25 trong 36 đơn kiện được đội ngũ pháp lý của Trump nộp tại các bang chiến trường quan trọng. Tổng thống Trump xứng đáng được hưởng một quy trình bầu cử công bằng, đúng luật và đúng trật tự, thứ mà chúng ta đang không được chứng kiến. Stephanie Mingari, thành viên Câu lạc bộ Đảng Cộng hòa vùng Tây Bắc ở Chicago, Illinois nói: "Mỗi ngày qua đi, chúng ta chứng kiến thêm những hành vi gian lận và sự bất công. Cuộc bầu cử này là một nỗi xấu hổ, tính toàn vẹn của nước Mỹ đang lầm nguy." Mingari tin rằng, cách tốt nhất hiện nay đảm bảo mọi phiếu bầu hợp pháp đều được tính, ngoại trừ các phiếu bầu đến muộn. Nhưng trong mắt các thẩm phán liên bang, những lá phiếu qua thư được cho là đến muộn này hoàn toàn hợp pháp, theo luật bầu cử được từng bang quy định. Trong một tuyên bố nhân danh tổ chức của mình, Betsy Mahan, Chủ tịch Đảng Cộng Hòa, Sacramento California lưu ý rằng không nên coi thường những cáo buộc liên quan đến gian lận bầu cử dù chúng chưa được chứng minh. Có quá nhiều bất thường trong cuộc bỏ phiếu bị bỏ qua, chúng tôi ủng hộ các nỗ lực pháp lý nhằm xác định xem liệu có bất kỳ hoạt động gian lận nào trong cuộc bầu cử này không và sẽ chấp nhận kết quả sau khi tòa án hoặc quốc hội quyết định người chiến thắng, bà cho hay. Gabe Hawick, Chủ tịch Tổ chức Đảng viên Cộng hòa Trẻ Atlanta, chỉ công nhận Biden là người có khả năng chiến thắng cho cuộc bầu cử của đại cử tri. Theo Hawick, Tổng thống Trump có quyền trình lên tòa án bất kỳ bằng chứng nào về gian lận bầu cử mà đội ngũ pháp lý của ông đã phát hiện. Nếu không có bằng chứng đáng tin cậy nào được đưa ra, kết quả bầu cử đại cử tri nên được giữ nguyên. Trong lúc quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống đang được tiến hành, những người ủng hộ Trump hiện bị chia rẽ về những gì diễn ra sau khi Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Serrano hy vọng sẽ nhìn thấy một cuộc chuyển giao quyền lực yên bình, hoặc tốt hơn hết là tổng thống Trump có thể tiếp tục đảm nhận một nhiệm kỳ nữa. Với Jack Panton, một cư dân thành phố New York Chủ tịch nhóm Cộng hòa Đại học Nam California, Biden là tổng thống kế tiếp và anh muốn nhìn thấy cả hai đảng phối hợp với nhau chặt chẽ hơn. Hawick lại nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm trong kết quả bầu cử năm nay. Nếu gạt cuộc đua tổng thống sang một bên, cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 là điều tuyệt vời đối với các đảng viên Cộng hòa. Chúng ta đã mở rộng liên minh với nhóm cử tri da màu và cử tri gốc Tây Ban Nha, giành lại một số ghế tại Hạ viện, kiểm soát lại các nghị viện bang và có khả năng vẫn giữ được quyền kiểm soát Thượng viện, anh chia sẻ. Quyền kiểm soát Thượng viện sẽ được quyết định bởi kết quả của hai cuộc đua giành ghế Thượng nghị sĩ tại Georgia vào ngày 5 tháng 1. Nếu Đảng Cộng Hòa chỉ thắng một trong hai ghế, họ sẽ giữ thành công thế đa số tại Thượng viện. Migari thì vẫn lạc quan rằng Tổng thống Trump sẽ tìm được đường giành lại chiến thắng. Tôi mong Tổng thống Trump tái đắc cử và tất cả những ai đang cố gắng hủy hoại quy trình bầu cử của chúng ta bằng hành vi gian lận và lừa dối cử tri sẽ phải chịu trách nhiệm, cô nói. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24h TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24h TV.